Tử vi tuổi Dần 2021, một năm nhiều may mắn, vượng quý nhân. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Dần là đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình, giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình mình. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của họ là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hạnh diện bấy nhiêu. Chính vì vậy mà bước sang năm 2021 là thời điểm mà người tuổi Dần có thể đổi đời, bứt phá ngoạn mục. Trong năm nay, mọi cố gắng của con giáp sẽ được đền đáp. Thậm chí, trong năm con giáp còn được quý nhân phù trợ, hưởng lộc trời ban, gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển. Vậy trong năm 2021, vận trình của người tuổi Dần sẽ ra sao? Gặp những điều gì? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tổng quan tử vi tuổi Dần năm 2021. Bước sang năm Tân Sửu, tuổi Dần không xung khắc mạnh với Thái Tuế, vận trình nhìn chung ít biến động lớn, dần đi vào ổn định, không quá đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Nếu muốn lập kỳ tích, bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước và với người khác. Ngoài ra, để mọi việc có thể viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do Thái Tuế, người tuổi Dần nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế. Trong năm có chính quan hỗ trợ công việc, giúp bản mệnh có được những biểu hiện tốt, vận quý nhân vượng, được lãnh đạo chú ý, giúp đỡ và đề bạt thăng tiến. Theo đó, sự nghiệp cũng gặt hái được thành quả nhất định. Tử vi tuổi Dần 2021 cho thấy chính tài thúc đẩy tiền bạc mang tới nhiều vận may về tài chính, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến ngân hàng và bảo hiểm, hợp tác làm ăn, đầu tư. Trong đó, các mối làm ăn có được có mất, có hạng mục chính thống, cũng có hạng mục ngầm liên quan đến bất động sản, thu về lợi nhuận cao. Điểm nổi bật trong năm 2021 của tuổi Dần là có rất nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh, có cả cát và hung. Nhìn chung, đào hoa vận vượng, tốt cho những ai vẫn còn độc thân. Sự nghiệp, quan vận. Năm Tân Sửu, tuổi can Tân Kim là chính quan của tuổi Dần, là điềm báo thăng quan, tiến chức. Cộng xuyên suốt, cộng thêm xuyên suốt cả năm 2021, tuổi Dần được chính quan các thần hỗ trợ, mang tới nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Sau khó khăn, thách thức, thành quả cuối cùng mà tuổi Dần đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Có điều, năm nay vẫn chưa là thời điểm tuổi Dần đạt đỉnh cao nhất của danh vọng, sự nghiệp. Trong năm ít xuất hiện tình huống đột phá, bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Công việc của bản mệnh trong năm mặc dù khá thuận lợi, nhưng vì cô thần hung tinh khiến các mối nhân duyên dễ gặp trục trặc. Theo đó, quan hệ với đồng nghiệp, đối tác phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là xung đột. Bản thân người tuổi Dần vốn thích ăn to, nói lớn, ít chịu nhường bộ, khi rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn, khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, ngay từ đầu cần xác định đừng để bản thân rơi vào các tình huống phức tạp. Bản mệnh cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, thậm chí uốn lưỡi 7 lần trước khi nói cũng là việc nên làm để có thể giảm thiểu xui xẻo có thể gặp phải, cản trở con đường thăng tiến. Ngoài ra, thầy phong thủy khuyên người tuổi Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy minh quang, pháp khí phong thủy tam giác khai vận để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên, tài lộc, tiền bạc. So với năm trước, tử vi năm 2021 của tuổi Dần có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Tuy nhiên, hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ.
Nếu muốn có được điều đó, đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Hơn nữa, người tuổi Dần vẫn cần lấy chính tài làm chủ, tập trung vào công việc chính, không nên chân trong chân ngoài. Quá nhiều, kẻo việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy. Trong năm đào hoa vượng tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Để mở rộng vòng tròn, giao thiệp, người tuổi Dần nên kết thân với những người tài giỏi. Nhờ thế mới có thể dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Tuy nhiên, là năm có hồi khí hung tinh mang điểm báo bất lợi, kém may mắn về các hạng mục đầu tư biến động mạnh, lắm rủi ro như bất động sản hay giao dịch cổ phiếu, chứng khoán. Dù trong năm được đánh giá là khá may mắn, nhưng bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia thị trường này, kẻo thua lỗ nghiêm trọng. Vì vậy, để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, người tuổi Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ bản mệnh trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Tình duyên, gia đạo. Khác với năm 2020, trong năm 2021 có khá nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh tuổi Dần như đào hoa, bách việt hay cô thần. Trong đó, các cát tinh mang tới vận đào hoa khởi sắc, tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, hung tinh cô thần lại khiến bản mệnh gặp khá nhiều trục trặc về cảm xúc, khiến chuyện tình cảm vì thế mà phát sinh mâu thuẫn, khó lòng như ý, gia đạo vì thế mà lục đục triền miên. Để hạn chế tình huống xấu xảy ra, chỉ còn cách tuổi Dần thay đổi tâm tính, kiểm soát tốt cảm xúc, đừng để cơn nóng giận khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình và bạn bè, học cách chia sẻ để vơi bớt căng thẳng, mệt mỏi. Khi sẻ chia, tự khắc vận khí xấu sẽ thuyên giảm, mang tới điều cát lành cho bản mệnh. Ngoài ra bản mệnh, hãy đeo vòng tay tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để kích hoạt vận đào hoa và tình duyên. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải tăng cường và các mối quan hệ trong năm 2021. Về sức khỏe, bước sang năm 2021, người tuổi Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên gây bất lợi cho phương diện sức khỏe. Tuy nhiên, mọi thứ không quá nghiêm trọng, không cần phải lo lắng thái quá. Thời điểm giao mùa là lúc tuổi Dần sẽ ngã bệnh. Bên cạnh đó, áp lực tinh thần lớn khiến tình trạng đau đầu hoặc mất ngủ thường xuyên diễn ra, cơ thể suy nhược, rất dễ bị đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ này xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì thế không được chủ quan, coi thường. Nếu thời điểm kiếp sát hung tinh hoành hành khiến bản mệnh gặp sự cố về xe cộ hoặc thương tật ở tứ chi, cho nên người tuổi Dần cần thận trọng khi tham gia giao thông, tránh phóng nhanh, vượt ẩu, kẻo có ngày thương vong. Ngoài ra, để có thể hóa giải những điểm xấu thì thầy phong thủy khuyên người tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Dần dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Dần. Thứ nhất, tử vi 2021 tuổi Canh Dần, sinh năm 1950, Tùng Bách Mộc. Xem tử vi tuổi Dần 2021 nói chung, người tuổi Dần sinh năm 1950 nói riêng gặp năm Tân Sửu hợp thành cục diện ám hợp, báo hiệu đây là một năm may mắn đối với bản mệnh. Người tuổi Canh Dần sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Đặc biệt, trong năm này, tuổi Canh Dần được sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Thứ hai, tử vi 2021 tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, Kim Bạch Kim. Năm 2021 có thể coi là một năm vô cùng may mắn đối với người tuổi Nhâm Dần. Nhiều cơ hội mở ra trước mắt giúp bản mệnh có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước. Năm 2021 là năm thích hợp để đầu tư kinh doanh, hợp tác sinh lời. Người theo đuổi con đường sự nghiệp cũng thường được đánh giá cao, có cơ hội được cất nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục của mọi người xung quanh. Các tinh chủ đào hoa cũng đem tới cho bản mệnh
tin tức tốt lành trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ nhận được sự chú ý của người khác phái. Thứ ba, tử vi 2021 tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, Đại Khê Thủy. Trong năm Tân Sửu, người tuổi Giáp Dần có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống. Bản mệnh có thể bước tới những khung ngoặt của cuộc đời, giúp tuổi Giáp Dần đạt được những bước tiến mới mẻ. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, người làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng. Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp. Người đã lập gia đình luôn quan tâm, săn sóc mái nhà nhỏ của mình. Các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Thứ tư, tử vi 2021 tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Lưu Trung Hỏa. Người tuổi Bính Dần gặp cục diện Sửu Dần ám hợp. Năm 2021 về cơ bản là một năm khá thuận lợi đối với bản mệnh. Tuổi Bính Dần có thể khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cân nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bản mệnh sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Hơn nữa trong năm, các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn. Cuối năm, tử vi 2021 tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, Thành Đầu Thổ. Trong năm Tân Sửu, người sinh năm 1998 không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Đặc biệt là dưới sự trợ giúp của Sửu Dần ám hợp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao khá tốt đẹp. Người trẻ tuổi mới được bước chân vào môi trường làm việc cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của mọi người, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người đi trước. Tình hình tài chính chủ yếu ổn định cũng giúp bản mệnh có thể tự tin làm bất cứ điều gì mình mong muốn. Trên phương diện tình cảm, tuổi Mậu Dần cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của những người khác giới. Nếu mở lòng thì có thể xây dựng được mối quan hệ có triển vọng. Thứ sáu, tử vi 2021 tuổi Canh Dần, sinh năm 2010, Tùng Bách Mộc. Năm 2021 cơ bản là một năm thuận lợi đối với những người tuổi Canh Dần, sinh năm 2010. Bản mệnh vẫn được sống dưới sự đùm bọc của người thân trong gia đình, đa số không phải lo lắng về đời sống vật chất và tinh thần. Ở độ tuổi này, trẻ nhỏ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến xung quanh và dần muốn khẳng định bản thân, cha mẹ cần có cách trò chuyện và dạy dỗ thích hợp, không nên quản lý quá nghiêm khắc khiến con cái cảm thấy ngột ngạt, có ý định phản kháng. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tốt, được nhiều người quan tâm, yêu mến, kết giao bạn bè rộng rãi. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Dần. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.